lóc rồi ơi. À, kìa kìa, ôi quái nghe nó chuyện ơi, thì kìa. Nhưng mà là anh em kia xem là phát triển thằng này nó phát triển tốt thành công. Sau đây xin giới thiệu với bà con nông dân, mình đây là giống bắp ngọt rồng vàng F1 của công ty giống cây trồng mùa vàng. Và đây là hiện tại đám bắp ngọt này là của nông dân Tiền Giang, khoảng 2 ngày nữa thu hoạch. Và năng suất dự đoán cho thu hoạch là rất cao, và vì bắp đẹp, tốt, đều, trái đều, kháng sâu bệnh tốt. Giống bắp rồng vàng sẽ là sự lựa chọn số 1 đối với bà con nông dân ở những vùng chuyên canh về cây bắp ngọt. Và tỷ lệ trái trong cũng rất đều, cho năng suất thu cao, cho năng suất thu hoạch rất là cao. Và đây là các cán bộ đường lối dùng của công ty Mùa Vàng. Bắp ở trong trái cũng rất là đều và sẽ đảm bảo năng suất cao cho bà con nông dân khi sử dụng giống rồng vàng. Và tỷ lệ đồng đều của nó rất là cao. Đây là các đầu hàng, trái rất là sồ và khoe trái.